các cục cưng. Đừng khóc nữa bé cưng à, các con làm được mà. Ồ, xin chào. Chào Miss Delay. Đi nào bé yêu, đi thôi. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Còn đây là con của bạn, Dot đây. Cô là đỉnh nhất. Hiu, còn một bé nữa. À, chị đây rồi. Cảm ơn vì đã chăm sóc con chị. Ồ, cái gì? Chị không đón nó đâu. Đợi đã, nhưng như vậy không đúng. Chúng ta phải làm gì đây? Bé yêu, cô không để con một mình đâu. Đừng lo lắng, con được an toàn rồi. Chào anh yêu. Xem ai đây này. Chào em yêu. Gặp con của chúng ta đi. Cô bé thật tuyệt vời. Anh có ý này. Ta chụp ảnh gia đình nha. Cười lên nào. Thời gian trôi nhanh quá. Ồ, bộ trang phục này khó chịu ghê. Wow. Cha, xin chào. Ồ, thì ra chỉ là ảo ảnh thôi sao? Cưng ơi, con có ổn không? Con muốn được xinh đẹp như ba mẹ. Ồ, dễ thôi mà, cục cưng. Trưng trích. Ha, xong rồi. Đây là mọi thứ mà con cần. Wow, tuyệt lắm ạ. Hãy bắt đầu với việc trang điểm nha. Burp, tới đây nào. Hoàn hảo, chúng ta có mọi thứ cần thiết rồi. Wow, tuyệt vời. Con sẵn sàng chưa? Để làm gì ạ? À? Để có một màn lột xác kỳ diệu. Ôi trời, đỉnh thế. Con thích lắm. Hoàn hảo, giờ chúng ta hãy vẽ vài sợi râu nha. Dùng khuôn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuyệt vời. Wow, con cảm ơn mẹ ạ. À, hợp với con lắm. Anh yêu giúp em tí nha. Được rồi. Cho xin nha, hớt ghi. Không tệ. Bây giờ chúng ta bắt tay vào việc thôi. Hoàn hảo. Sắp xong rồi. Đáng yêu quá đi. Trâm trích. Đỉnh quá à. Xong cây cọ rồi nè. Ba sẽ lo liệu việc này nha. Chấm thêm một tí màu. Trâm trích. Wow, ngầu quá à. Tuyệt, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Làm tốt lắm cả nhà ơi. Anh đi câu cá đây. Chờ đã, đâu nhanh như vậy chứ. Chúng ta vẫn chưa xong mà. Bây giờ là vòng cổ. Thế anh phải làm sao đây? Ô, anh có ý tưởng này. Brad, làm việc đi. Trum trích. Câu cá di động trong nhà. Trum trích. Tham gia nào. Tuyệt vời. Của con đây. Cảm ơn ba. Bắt đầu câu cá thôi nào. Thử câu nha con. Ô, ba nghĩ mình câu được gì đó á. Ngầu quá à. Ba ngầu lắm luôn ạ. À, để con thử xem. Ô, xem nó lớn chưa nè. Con đúng là tay câu đích thực nha. Đến lượt ba ha. Trim trích. Một cái vỏ sò. Wow, cho con xem với. Đẹp quá. Cùng xem bên trong có gì nha. Ba ơi, có một viên ngọc trai. Tuyệt. Lấy sợi dây nào. Con hiểu ba đang định làm gì rồi. Sao con thông minh vậy? Chúng ta sẽ làm vòng cổ cho con. Bao lâu thì xong vậy ba? Xong rồi. Đẹp quá à. Đẹp không nào. Và sẽ có mặt trăng cho con nữa. Hoàn toàn phù hợp với chiếc vòng cổ luôn. Đeo thử không nào. Có ạ. À, thật là xuất sắc quá đi. Xuất sắc thật ạ. À, nhìn kìa con, mẹ đã đánh dấu rồi á. Làm tốt lắm. Ái cha, chỗ này có chuyện gì đây? Ồ, kia là ai vậy? Thanh tra dịch vụ xã hội. Điều này không thể chấp nhận được. Tại sao lại bụi bặm như vậy? Ghi vào báo cáo thôi. Ồ, em không thích điều này. Trong các gia đình bình thường, con sẽ giống ba mẹ. Còn gia đình này, hả? Có gì đó không ổn với con ạ? À? Ồ, không. Đừng cướp con bé khỏi chúng ta. Cháu đi với cô ngay. Trả con lại cho chúng tôi đi. Làm ơn, lấy gì cũng được. Trả con gái chúng ta lại đi. Ai cần tiền của hai người? Làm ơn đi, thưa cô thanh tra. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Chị chỉ trả cô bé đổi lượt thích mà thôi. Đây là cách duy nhất. Các bạn ơi, làm ơn giúp với. Hãy like video để họ trả con gái bọn mình lại nha. Cầu xin các bạn á. Các bạn, thêm chút nữa thôi. Thêm vài lượt thích nữa nha. Chỉ cần cùng nhau là được thôi mà.
Wow, con yêu, ba mẹ rất mừng vì con đã ở lại. Các bạn là tuyệt nhất. Được rồi, ba đã sẵn sàng, cục cưng ơi. Hả? Chào anh yêu. Cái này tặng em đó. Ồ, thật ngọt ngào. Một mùi hương đáng yêu. Và một nụ hôn thì sao hả em? Đến đây nào. Ồ, chúng ta quên mất danh sách luôn kìa. Bé yêu vẫn chưa có trang phục á. Chúng ta cần phải sửa lại ngay. Chúng ta thật may mắn mà. Loại vải này thật hoàn hảo. Tuyệt. Trương rít. Bây giờ sẵn sàng rồi. Cảm ơn thân yêu. Con bé sẽ thích mê cho mà xem. Thật ngọt ngào. Ồ, mình cố gắng nhiều vậy mà chẳng được gì sao? Không lẽ em ấy không yêu mình? Đúng vậy. Ồ, thôi nào. Sao anh vứt lung tung vậy? Mau dọn dẹp lại đi. Thật là khó chịu. Để xem nào. Ồ, sinh nhật của bé yêu sắp đến rồi. Chúng ta phải nghĩ ra gì đó. Anh yêu à, nhìn kìa. Sinh nhật của con bé. Ồ, đừng lo lắng chuyện đó mà. Bụi thế nhỉ? Chắc chắn có gì đó ở đây. Ủa, trống trơn thật đó hả? Xin lỗi tình yêu. Đây, mua một món quà thôi. Được rồi. Còn em sẽ trang trí bàn. Em nghĩ bé yêu sẽ thích nó. Anh yêu, anh về rồi à. Xem anh mua được gì nè. Và tất cả đều được giảm giá. Anh đang đùa em đó hả? Anh phải mua một món quà mà. Sao cô ấy lại tức giận vậy? Xin chào. Một món quà à? Wow, đây là gì vậy? Đợi đã. Anh bị làm sao vậy hả? Nó đang di chuyển. Thú vị phết. Để xem nào. Đây không phải là kiểu quà mà em tưởng tượng. Anh yêu. Bỏ nó ra khỏi người anh đi. Bình tĩnh. Chào tình yêu. Chào mẹ ạ. Ba mẹ có quà cho con đây. Thử đi. Wow, đẹp quá đi mất. Cảm ơn mẹ. Chúc mừng sinh nhật nha, cục vàng. Chúc mừng sinh nhật con. Con ước đi. Con không thổi được. Đừng buồn mà. Mẹ sẽ tìm cách. Ba rất xin lỗi. Con yêu, mẹ đã tìm ra cách rồi. Nhìn xem, một loại thuốc có thể giúp con khá hơn. Nhưng chúng ta không có đủ tiền. Nhưng con muốn được thở thoải mái quá à. Ước gì nó sẽ trở thành sự thật. Em yêu, chúng ta còn một món quà nữa nè. Anh nói đúng. Cái này tặng cho con, tình yêu. Chúc mừng sinh nhật. Thú vị quá đi. Có gì bên trong ạ? Để xem nào. Yêu. Đây là gì ạ? Cơ mà giải ray băng thật đẹp mà. Cho con được chứ? Nó rất hợp với con đó. Anh yêu, gì thế này? Dậy đi. Có chuyện gì vậy? Cả cái mớ hỗn độn này ở đâu ra vậy hả? Bình tĩnh nào, anh sẽ dọn dẹp ngay. Có mấy cái vớ thôi mà ầm ĩ quá đi. Kỳ quá trời. Một chiếc xe mui trần. Không, vứt nó ngay đi. Sao em có thể nói vậy? Làm ơn đừng làm vậy mà. Nói lời tạm biệt đi. Không. Cái gì? Anh suýt mất cưng rồi. Nhân tiện, bé cưng cần găng tay mà. Anh có một kế hoạch tuyệt vời này. Vài đường cắt là xong. Đúng là cơn ác mộng. Đó, đẹp hơn rồi nè. Em thấy sao? Wow, anh làm được nè. Chưa hết đâu nha. Trơm rít. Đẹp không hả? Thật không thể tin được. Vậy mà còn nghi ngờ anh nữa. Chúng ta có thể gạch găng tay rồi. Và em có thể làm đôi tay. Coi nào, đừng chỉ ngồi đó thôi chứ. Được rồi, cứ để em lo. Chẳng có ai ở đây cả. Được rồi, mình cần tìm mọi cách thật nhanh chóng. Tất cả đi đâu cả rồi? Kỳ lạ thế nhỉ? Này bác sĩ, cứu với. Cái gì, cậu bị sao hả? Đôi tay này, tôi muốn cặp xanh lá to hơn. Chúng thật hoàn hảo. Đúng thứ bé cưng cần luôn.
Mời ngồi. Này, hãy sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật nào. Đừng, chúng sắp là của mình rồi. Buông ra đi. Làm ơn. À! Đáng yêu quá à. Này, còn tớ thì sao? Đợi đã, cậu quên à, tớ cần tay mà. Đừng lo lắng. Xem tớ có gì này. Wow, tớ thích nó lắm. Tuyệt vời. Cảm ơn bác sĩ. Chúng rất hợp với cậu á. Đừng đi mà. Cứu chiếc đuôi của tớ với. Tớ không có thời gian. Tớ đang trong giờ nghỉ mà. Ồ không. Này cuốn con, muốn ăn xương không nè? Bắt lấy. Này, tránh xa tớ ra đi. Cậu bị làm sao vậy hả? À, chào. Anh yêu, anh là người hùng của em. Tất nhiên rồi em yêu. Quá sớm để ăn mừng rồi. Chính xác. Cậu thấy thế nào hả? Để xem cậu gặp vấn đề gì nha. Wow, cậu đầy bỏ chét luôn. Mình phải làm gì đó mới được. Loại gel này sẽ có ích đây. Ồ, cảm giác thật dễ chịu. Cảm ơn bác sĩ, cậu thật tuyệt vời. Cậu lấy đi, có lẽ nó sẽ có ích đó. Ồ, bé cưng sẽ thích nó lắm. Cảm ơn nha, tớ ôm cậu cái nè. Ồ, đau điến. Cái gì? Tránh xa vợ ta ra. Hồ lỗ quá. Anh yêu, anh nhìn nè. Và đừng để ta bắt được ngươi. Nè, anh có nghe em không? Ồ, một loại nước sốt mới. Cho anh thử nha. Không, đây là thuốc cho con chúng ta. Đừng uống nha. Được rồi, của em đây. Cảm ơn, tạo bất ngờ cho con bé nào. Xin chào. Xem ba mẹ tìm được gì cho con nè. Đôi tay, găng tay nữa. Ngầu quá à, con cảm ơn ba mẹ. Muốn xem con mang chúng quá đi. Bộ của con đã hoàn tất rồi. Wow, xin chúc mừng con nha. Và còn một bất ngờ nữa nè. Trâm trích. Ngoan quá. Nhưng chúng ta quên đôi dép rồi. Chúng ta thật sự rất cần chúng. Được rồi, đừng lo, mẹ sẽ giải quyết được. Có lẽ sẽ tìm chúng ở đây. Coi nào, chắc chắn phải có gì đó trên kệ này. Coi nào. Này, cậu có chữa được không vậy? Đau quá à. Được rồi, đưa đuôi cậu đây. Bắp. Trâm trích. Hoàn hảo. Giờ chúng ta cần băng bó lại. Thấy đỡ hơn chưa? Hiu. Không, cây chùy của mình. Đừng buồn mà, cậu đã giúp mình đó. Đây, lấy đi. Cảm ơn, hoàn hảo. Tuyệt vời, mình rất vui. Cậu sẽ làm được thôi. Mình không nghĩ một cây chùy cũng cần được chữa lành đó. Mình biết cách sửa nó rồi. Đến lúc nhận bệnh nhân mới rồi nè. Chúc cậu một ngày tốt lành. Cảm ơn Miss Delay. Vừa kịp rồi. Bác sĩ, giúp mình với. Có vẻ nghiêm trọng đó. Để mình giúp cậu đứng dậy nha. Cảm ơn. Cậu đi được không? Được chứ, mình ổn lắm mà. Mình biết mà. Mình cũng bị như vậy rồi. Đừng mà, cậu làm mình sợ đó. Trâm trích. Âu. Nó có giúp gì đâu. Xem kết quả X-ray nha. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Bắt đầu nè. Trâm trích. Khi cậu xong rồi thì đưa mình ảnh nha. Cậu thoát khỏi một gánh xiếc sao? Cậu ngừng làm ngố được không? Nghiêm túc đi. Trâm trích. Mong là sẽ thành công. Sao rồi? Nhìn đi. Wow, đường cong nặng đó nha. Thẳng lưng lên, đừng khum xuống. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Wow, cái này lạ đó. Nhưng lưng của mình vẫn đau quá. Nằm xuống ghế đi. Cảm ơn nha. Mình muốn nằm xuống. Hiu. Giờ thì hít sâu vào. Hoàn hảo, mình sẽ sửa hết mọi thứ. Phức tạp quá đi.
đến lúc rửa cái lưng cho Pom đi rồi. Tốt lắm. Nè, gì vậy chứ? Liệu pháp của mình đây. Thư giãn cơ bắp căng thẳng đi. Mình luôn mơ được làm vận động viên. Xong rồi, cậu sẽ thấy khá hơn nhiều. Wow, tuyệt quá à. Ồ, có gì không ổn sao? Cậu cần một cái ổn định. Lưng của cậu vẫn chưa quen với nó. Ồ, tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ, cậu hay quá à. Mình có quà cho cậu đây. Mình cảm ơn nha. Một người nữa. Được rồi, Brad. Cậu sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Ai còn bút chì nữa? Ngon quá à. Cậu có thích sô-cô-la festival không? Ồ, ai đây? Xin chào. Được chứ? Mình đây. Chuyện gì vậy? Cứu trứng của mình đi. Lùi lại. Giúp với. Hãy giúp mình đi. Đừng lo, mình sẽ lo liệu. Mình chắc chắn băng dính là được. Chờ một chút nha. Đây, tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ thêm một ít lông vũ. Trim trích. Wow, tuyệt quá à. Kiểm tra cậu nào. Cảm ơn nha. Ồ, hình như cũng nặng lắm đó. Cậu chữa được không? Tất nhiên rồi, nhìn đi. Wow, mình thấy tốt hơn rồi. Cánh của mình nhẹ lắm. Nhưng mình không bay được. Mình sẽ cố gắng. Chắc chắn mình có gì đó trong túi y. Để xem. Chờ chút nha. Bắt đầu thôi. Muốn bay không nè? Chúng ta thử bây giờ đi. Wow. Tốt lắm. Ừ, may quá. Mọi chuyện ổn hết rồi. Trơm trích. Tạm biệt chim yêu. Ồ, quả trứng. Sao cậu ấy lại quên nó được ta? Ê, quay lại đi. Còn em bé thì sao? Xuống đây đi. Ồ không, chị phải tạm trong chừng cưng rồi. Hình như nó đang di chuyển. Bên trong là ai đây ta? Bạn nghĩ sao? Sẽ là bé trai hay bé gái? Nó sắp nở rồi. Wow, đó là cây bút chì mình mất. Đây bé yêu, em có thích không nè? Còn ai nữa? Ồ, cậu đến đây để gặp mình nè. Bác sĩ, giúp mình đi. Bụng mình đau quá. Thú vị đó. Chúng ta chụp X-quang nha. Nhìn đi. Cậu phải được điều trị ngay lập tức. Nhanh lên, đến phòng mổ đi. Nằm xuống. Mình thấy buồn ngủ quá à. Dừng lại đi. Bắt đầu thôi. Để cái này qua một bên trước. Hiu, mình đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật rồi. Tạo một vết cắt. Nhiều virus quá à. Cậu ấy có mấy thứ này từ đâu vậy? Sắp xếp lại các tế bào khỏe mạnh. Hiu, xong rồi. Mọi thứ đã trở lại như ban đầu. Hoàn hảo. Chỉ một chút nữa thôi. Xong rồi. Ôi không, cậu ấy không xong rồi. Tỉnh dậy đi Katniss. Cậu cần sốc điện. Nhanh lên. Gì vậy, không được sao? Chờ chút, vẫn còn cơ hội. Các bạn ơi, hãy like video này nha. Mình có thể cứu Katniss với sự giúp đỡ của các bạn. Mình cần các bạn giúp đỡ lắm. Thử thôi. Trơm trích. Lại nữa. Thành công rồi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cậu thấy sao nào? Dậy đi. Tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ, cậu tuyệt lắm. Tạm biệt. Mình có một cuộc gọi. Được, tất nhiên rồi. Mình đang trên đường đến đây. Ai cần mình giúp dạ? Wow. Bác sĩ, làm ơn giúp mình đi. Cà rốt của mình, cho mình đi. Mình không đứng dậy được vì đôi tay. Được rồi, mình sẽ giúp cậu mà. Cà rốt của cậu đây. Thưởng thức đi. Mình cảm ơn nhiều. Rất vui được giúp đỡ. Tạm biệt.
Khoan đã, có chuyện gì không? Cậu giúp mình luôn với đôi tay được không? À phải ha, mình sẽ giúp cậu. Để xem mình mang gì đây. Không phải cái đó. Ồ, cái này được nè. Nhưng cho chuyện này thì không. Ơ, mình sắp quên mất. Dễ thương ghê. Được rồi, còn gì nữa không nè? Hoàn hảo. Súng thu nhỏ kích thước. Chuẩn bị mọi thứ và chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hoppy, cậu sẵn sàng chưa? Làm ơn nhanh lên. Được rồi, cười lên. Bác sĩ, bao nhiêu tiền mình cũng trả. Ồ, mưa tiền. Trâm trích. Ồ, tay của mình. Giờ nó quá nhỏ rồi. Như vậy không được. Làm nó trở lại như bình thường đi. Không thành vấn đề. Trâm trích. Woohoo, tuyệt vời. Cảm ơn cậu nha. Phần thưởng của cậu đây. Cảm ơn nhiều Hoppy, mình vui lắm. Wow, là một cây bút gì? Tuyệt vời, nó hoàn hảo cho cây chùy của mình đó. Mình may thật luôn nha. Đây, cục cưng à. Freddy. Bác sĩ, giúp mình đi. Nhanh lên, mình không chịu nổi nữa. Đợi chút nha. Tránh xa Freddy ra đi. Cẩn thận đó. Bắt được rồi, một cái nữa. Đừng lo, chúng ta làm được rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hình như nó dính vào mình rồi nè. Để xem. Đừng lo, đau quá à. Làm ơn nhanh lên đi. Chica sẽ chăm sóc cho cậu. Các bạn ơi, đừng có phá ong nha. Nguy hiểm lắm đó. Giờ chúng ta sẽ xử lý chuyện này. Đừng di chuyển. Trâm trích. Đau quá à. Chúng ta chỉ cần loại bỏ hết độc tố. Chỉ còn một chút nữa thôi. Xong rồi. Dán miếng băng lên. Nó sẽ lành sớm thôi. Ồ, tuyệt quá đi. Bác sĩ, cậu tài quá à. Cảm ơn nha. Giúp em. Nè, đó là giọng của ai vậy? Để nghe xem. Lạ thật. Ồ không, không có ai ở đó. Là một đứa trẻ sao? Wow. Mình nghĩ chúng ta cần phải cứu đứa bé. Nào, nè bé ơi. Giúp em ạ. Đợi chút, chị sẽ cứu em ngay. Ồ, thì ra đây là người ăn mình. Em còn giúp gì nữa không? Cảm ơn chị, quà tặng chị đã cứu em đó. Cục cưng, cảm ơn nhiều nha. Tạm biệt. Cậu trông tốt hơn rồi nè. Freddy, đợi chút, đầu của mình đâu rồi? Chào, gì vậy? Mình đang trên đường đến. Có ai cần mình giúp không nè? Đồ thua cuộc, đi chỗ khác chơi đi. Làm ơn đừng mà. Đi chỗ khác đi. Nè, cậu đang làm gì vậy? Tụi mình là những người ngầu nhất ở đây. Tụi mình muốn làm gì thì làm. Vậy mình cũng sẽ làm theo ý của mình. Cậu ấy bị điên rồi. Mình chỉ cần vài người hiến máu. Ngồi xuống đi, mình sợ quá à. Cậu ấy sẽ làm gì với tụi mình đây? Các cậu sẽ biết thôi. Trâm trích. Hợp với cậu lắm luôn đó. Nhìn tuyệt nha. Xin hãy tha cho tụi mình đi. Chạy nhanh lên. Chúng ta chưa xong đâu. Mấy người muốn tiếp tục gây rối à? Không, tụi này không dám đâu. Tốt lắm. Của cậu đây, Miss Delay. Ồ, cuối cùng cũng lớn rồi. Cảm ơn nha. Miss Delay, tụi mình sẽ không quên đâu. Ồ, không. Đừng. Tạm biệt. Đồ xấu tính. Mình ướt hết rồi. Không thể tin nổi. Còn vào luôn nắp nữa. Ít nhất mình cũng có được cây bút gì. Gì vậy? Miss Delay, giúp mình đi. Ồ, là cậu à. Mình sẽ giúp cậu. Xem nhiệt độ của cậu nào. Ồ, đừng lo, chỉ 3 giây thôi. Để xem nào. Ồ, mình biết cậu bị gì rồi. Nhưng mình có thể chữa được. Ý cậu là sao? Tốt hơn rồi nè. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu không cần phải đeo kính nữa đâu. Mở to mắt lên đi. Trâm trích. Wow, tuyệt quá à, cảm ơn nha.
còn sớm để ăn mừng đó. Giờ là lúc thay đổi diện mạo rồi, cậu thấy sao? Được đó, chúng ta đi thôi. Cô rất vui vì được ở cùng với con. Chúng ta đã dừng trước tiệm làm tóc. Xem nào, chúng ta tìm xem nó đâu nha. Chắc ở đây nhỉ? Nhầm cửa rồi. Cái này à, có người rồi. Xin lỗi bé nha. Ngại quá đi. À, đây là hộp của Casey. Nhìn nè. Chà, một bộ tóc giả hoàn hảo. Hiu, con tưởng là không tìm được nữa cơ. Đợi đã, vẫn chưa đủ. Chúng ta cần chỉnh nó lại một tí. Chuẩn rồi. Cô nghĩ nó sẽ rất đẹp luôn á. Xong rồi nè. Giờ con đeo thử đi. Wow, con thích lắm luôn. Tuyệt, giờ ta sẽ thử tới phần khác nha. Xong rồi. Con quả là cô bé thông minh. Cẩn thận đó. Không, không phải như vậy. Miss Delight tuyệt vô cùng. Nhìn nè, con có quà cho cô ạ. Đưa cô xem nào. Wow, đáng yêu thế. Thêm gì đó được không? Xinh quá đi. Thêm vào đi ạ. Tuyệt lắm. Một chút keo dán là có một bức tranh cắt dán rồi nè. Nhìn số hình dáng này đi. Con nghĩ sao? Không phải chứ. Không, bức tranh của con. Xin lỗi bé nha. Chỉ là tai nạn thôi mà. Đừng lo, cô sẽ sửa hết cho. Cô có ý tưởng này nè. Cười lên đi. Giờ chúng ta như sinh đôi ấy. À, cái này hợp với con lắm nè. Thích không nào? Dạ thích. Chúng ta cũng sẽ trang điểm nữa. Một phần nữa đã hoàn thành. Cô nghĩ ta có thể chuyển tới cái chùy. Được rồi. Cầm giúp cô tí nha. Cô sẽ quay lại ngay. Làm ơn, để tớ yên đi. Tớ có làm gì cậu đâu. Đừng cử động không thì mọi chuyện sẽ tệ hơn đó. Có chuyện gì ở đây vậy hả? Hớp gì? Lần này tớ sẽ làm được. Bắt lấy nè. Tại sao? Đủ rồi, hớp gì? Ngươi gặp rắc rối rồi nha. Thêm cái nữa nào. Gì cơ? Chắc là tưởng tượng rồi. Ném nào. Ngạc nhiên chưa, hớp gì? Xin lỗi, ta không làm vậy nữa. Quá muộn rồi. Làm ơn đừng mà, ta sẽ không làm hại ai nữa. Sợ quá đi. Cậu ta sẽ quên hết. Mình vừa nói cái gì ấy nhỉ? Mình nghĩ có thể dùng cái này. Chính xác. Bé con cần một cái chùy. Cái này có vẻ tuyệt lắm đây. Và giờ trim trích. Tuyệt lắm. Tay cầm đã sẵn sàng. Giờ chúng ta cần gai nhọn. Bỏ lông vũ đi. Chính là thứ mà chúng ta cần. Mình bẻ nó ra làm đôi. Trơn trít. Tuyệt lắm. Chúng ta sẽ dùng súng bắn keo. Coi nào. Đẹp quá đi mất. Giờ tới phần còn lại. Xong rồi. Giống y hệt của mình. Giờ mình nguy hiểm gấp đôi luôn. Nào bé cưng ơi, nhìn cô mang gì cho con nè. Nó khô quá à. Miss Delight của con đây. Wow, một cái chùy siêu ngầu. Giờ mình không sợ ai nữa. Cảm ơn ạ. Bé cưng cẩn thận nha. Con có thể làm đau bản thân đó. Đợi đã. Nhưng an toàn là trên hết. Mũ bảo hiểm sao? Giờ con cũng cần được bảo vệ. Vẫn chưa đủ đâu. Ổn hơn rồi đó. Sẵn sàng huấn luyện chưa nào? Xem cái chùy nè. Trim trít. Ha, chùy boomerang. Giờ tới con nè. Hiểu rồi ạ. Trim trim trít. Dừng lại bé cưng. Cô còn sợ con đó. Một vòng là đủ rồi. Vâng ạ. Trim trít. Wow. Cúi xuống. Cầu trượt của mình. Cái gì vậy? Mạnh quá đi. Có ai ở đây không? Con sẽ bắt lấy nó. Hay nha. Cô thấy thế nào ạ? Chắc chắn là con rất tài năng rồi. Nhưng cẩn thận nha. Cảm ơn cô. Tất cả ổn rồi đó. Nhưng ta nên dọn dẹp mớ hỗn độn mà chúng ta bày ra đã. Nhưng mà con buồn ngủ lắm. Thế con đi ngủ đi. Hiu, xếp chút nữa thì. Còn cô sẽ dọn dẹp. Trời ạ, có nhiều bụi quá đi. Con ngủ đi. Mạnh quá à. Chúng ta không cần tạo thêm mớ hỗn độn đâu. Chuyện gì vậy? Cô có ổn không? Xin lỗi con nha, cô không cố ý đánh thức con vậy.
họ đây rồi. Nằm xuống đi, con có ngửi thấy gì không? Mùi gì vậy? Ồ, ồ không, không phải khát nát chứ. Tóm được rồi nha, tránh xa ta ra. À, không, tới đây nào. Miss Della dậy đi. Mọi người ơi, xin hãy thích video này để Miss Della dậy nha. Đừng hòng thoát khỏi ta. Nhanh lên nào, hãy thích video này không là cậu ta tóm được mình đó. Đến giờ cho nhóc vào túi rồi. Mọi người, cố gắng một tí nữa thôi. Năn nỉ các bạn đó. Không phải chứ, tới lúc thoát khỏi đây rồi. Này dừng lại, cậu ta đi đâu rồi? Bên đó, chạy hướng đó rồi ạ. Được rồi, ngươi gặp rắc rối to rồi, đợi mình đi. Lại dùng chiêu cũ à? Bắt lấy quả bóng đi. Sợ cái gì mà sợ? Thôi nào, tiến lên. Làm ơn đừng, tớ sợ lắm. Thư giãn đi. 3 điểm. Ôi da, buồn cười thật. Không nhịn được. Ai chà chà, chúng tớ đang chơi thôi mà. Chà, xin chào nha. Chơi cùng nhau nào. Được rồi. Xem mà học hỏi nè. Ta là cao thủ rê bóng đó nha. Cho ngươi bắt đầu trước đó. Hả? Được thôi. Wow. Ném nào. Wow. Hụt rồi nha. Đồ vô dụng. Không ngầu cho lắm ha. Thật không công bằng. Đừng có cười nữa. Cô thắng rồi. Quả là đồ xấu xa. Cảm ơn nhiều nha. Cháu không biết phải trả ơn như nào. À, cô muốn một chiếc áo hả? Lấy đi, cảm ơn nha. Cháu cũng giúp cô mà. Không có gì, tạm biệt nha. Bé yêu, con đang ở đâu vậy? Mình nghĩ cô ấy sẽ vui lắm. Chào đàn ấy nha. Cô đã sợ lắm rồi. Nhìn cô có gì nè. Tuyệt quá dạ, cái áo giống như của cô vậy. Nhưng cái này là của con. Tuyệt. Kiểm tra danh sách đã. Xong rồi. Ăn thôi. Tới đây ạ. Chúc ngon miệng. Con cũng vậy. Hình như chúng ta lại bày bừa nữa rồi. Phải dọn dẹp thôi. Đợi đã, ta nên làm gì đây? Biết rồi. Mannequin theo mình nha. Tuyệt. Giờ thì là một chiếc váy với họa tiết độc đáo. Cô định làm gì vậy? Giờ cô sẽ làm cho con váy chấm bi giống như của cô. Một chút sơn và con sẽ trở thành nữ hoàng thời trang. Đây, thêm chút nữa. Thú vị đó nha. Bé ơi, nhìn chiếc váy xinh đẹp này nè. Có muốn thử không? Cỡ của con đó, thử đi. Wow, Miss Delay, cô đỉnh quá à. Cảm ơn cô nhiều ạ. Đã hoàn thành phần váy. Còn gì nữa nhỉ? Một cái nơ. Trơn trích. Con xử lý nha. Con tìm thấy vải nè. Tuyệt lắm. Cô sẽ quay lại. Rồi mình xử lý cô ấy. Bam. Wow, cũng ra gì đó nha. Ta đi trêu mọi người nào. Dán keo ngón tay tụi mọt sách lại nha. Đợi đã, mình có ý tưởng tuyệt hơn. Này, nhanh lên. Có người đang tới kìa. Chạy đi. Đợi đã. Cái nơ đâu rồi ta? Ê, nhìn này. Là Miss Delay. Mình nhớ là có nơ dự phòng kia mà. Chắc là nó ở đâu đó thôi. Cô ta sẽ bị dán với cái tủ. Ở đây. Ai làm trò này vậy? Thôi nào, đừng có dính chứ. Tuyệt, cuối cùng cũng tóm được. Chạy đi. Cái gì? Bắt lấy nó đi. Này, sao nặng quá vậy? Mình không nhấc lên được. Còn cậu đợi cái gì vậy hả? Giúp tớ đi chứ. Ừ, làm nào. Ngây thơ ghê. Được rồi nè, tiếp tục đi. Và giờ tiến lên nào. Không thể. Âu, xin lỗi nha, tại cái gì á. Ngại quá đi. Còn sống không thế? Mình không kiểm soát được. Âu. Ngủ ngon nha, anh bạn. Tránh xa cái chùy của ta ra. Bye bye. Con yêu, cô quay lại rồi. Nhìn nè, con làm cà vạt ạ. Wow. Con thông minh quá đi. Hợp với con lắm đó. Kiểm tra nha. Con đã sẵn sàng. Xong. Chà, khỏe vậy. Tới lúc dạy con điều quan trọng rồi. Cách đi như zombie. Được ạ. Cô sẽ giải thích. Cứ như cầm đồ nặng gì đó, duỗi thẳng tay ra và chậm chậm bước thẳng. Hiểu chưa nè? Như thế này ạ? Không, không phải vậy. Giữ tay thẳng.
Được rồi. Được chưa ạ? À? Chưa. Quá mượt rồi. Như này ạ? À? Được rồi. Với tạ thì sẽ dễ hơn. Chúng sẽ kéo con lại. Ôi trời. Thử đi. Vô vọng rồi. Vâng, con có thể làm như thế này. Không, con không cần phải làm lại. Lặp lại biểu cảm này thôi. Như này ạ? À? Đỉnh quá à. Con thật thông minh. Được rồi, con đã có thêm một dấu tích. Giờ thì thử lại nha. Dạ. Con giỏi lắm. Này, tóc đỏ. Muốn kiếm chuyện à? Làm ơn mà, tớ cầu xin hai cậu đó. Sao lại đánh rơi sách hả? Ai đó? Các ngươi tiêu đời rồi nha. Ủa, Miss Delay tự nhân bản à? Cố lên bé yêu, cô tin ở con mà. Chúng sẽ nhớ ngày này cho tới cuối đời. Đây sẽ là cơn ác mộng của bọn chúng. Có chuyện gì vậy? Trim rít, nằm xuống. Các người không thoát khỏi ta đâu. Sợ quá đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cô ta đang tới gần kìa. Đúng rồi đó bé yêu, tới đi. Làm ơn đừng đánh ta mà. Chúng ta phải chạy thôi. Không đời nào. Gì cơ? Miss Delay ư? Ngươi nghĩ tao quên ngươi rồi à? Đứng dậy đi. Gì vậy? Làm ơn dừng lại đi. Coi nào. Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta thế? Nhanh nào. Hạ gục tụi này đi. Hay ho rồi. Giờ bọn bắt nạt khác sẽ cười vào mặt chúng ta. Và tới giờ dọn dẹp rồi. Gì cơ? Lo làm chăm chỉ vào. Ta sẽ kiểm tra ngóc ngách đó nha. Tốt lắm. Miss Delay ơi, xin hãy kiểm tra ạ. Gớm quá đi. Mình muốn ném cái này vào cô ta ghê. Người nói gì cơ? Có nói gì đâu, xin lỗi nha. Hoàn hảo, tốt lắm. Được A nha. Cảm ơn ạ. À. Với cả tìm thấy cái nơ rồi nè. Tớ sẽ dạy nhỏ một sách chó một bài học. Tớ không dọn một mình đâu. Tuyệt đấy. Không. Có lẽ là ở đây. Ồ không. Cậu ấy đâu rồi? Mình sẽ tìm ra cậu. Ồ không. Mình không nghĩ cậu ta quay lại đấy. Hy vọng sẽ không tìm được mình. Mình nên làm gì đây Jesse ơi? Rộng quá à. Đừng để cậu ta tìm ra cậu. Mình sẽ đối phó với cậu ta. Mình nghĩ cậu ấy không nhận ra. Hai. Ô không, là khí ga sao? Mình thấy bất ổn quá à. Kết thúc rồi à. Ước gì mình có thể với tới vũ khí thì có thể đối phó cậu ta dễ dàng rồi. Mình hiểu rồi. Cầm lấy nè. Là cái này à? Không, vũ khí khác đi. Ok, mình sẽ đưa ngay cho cậu. Một chú gà sao? Không. Ok, dừng lại. Hả? Có gì đó sai sao? Cậu làm gì vậy? Mình muốn vũ khí mà. Sao cậu lại không thấy? Cậu nên nói sớm hơn chứ. Tiếp tục đi nào, nhanh lên. Được thôi. Thì ra là cái này. Cầm lấy này, Casey. Một quả bóng. Cậu đang đùa với mình à? Ồ, là một quả bóng. Mình sẽ tóm lấy nó. Hả? Thứ này có tác dụng sao? Hiu, xem chút nữa thì. Khát náp à? Meo. Mình sẽ thả cậu. Hay lắm baby. Woohoo, Casey à, lại đây nào. Đừng vội vậy chứ. Ồ không. Hy vọng cậu ấy không để ý mình. Ta quay lại rồi đây. Khát náp đâu rồi? Yêu ơi, ghê quá đi. Chẳng có gì hữu ích cả. Ồ, cậu là người mới à? Tránh ra. Thô lỗ quá đi. Mình sẽ dạy cậu cách hành xử đúng đắn. Wow, những cái tay dài này. Đừng kéo tay mình mà. Mình thành công rồi. Cậu nghĩ mình đang chơi với cậu sao? Còn lâu nha. Mình mắc kẹt rồi. Hiu, cậu thông minh thật. Sao cậu dám cười mình chứ? Mình cùng phe với cậu đấy. Hiểu chưa nào? Yes, thả mình ra nào. Cậu mang hớt ghê theo sao? Ngạc nhiên thật đấy.
Bây giờ hãy nằm xuống nào. Cậu định làm gì? Rồi cậu sẽ biết ngay thôi. Chiếu tia điện vào đây. Này, cậu không nên làm vậy. Ôi da, mình nên chứ. Trơm trít. Kết quả đáng ngạc nhiên đấy. Ôi da, bây giờ mình đã có thêm năng lượng rồi. Mình đã xử xong tên Kixi rồi. Chỉ còn lại bé gái mà thôi. Cậu ấy trốn đâu nhỉ? Ra đây nào. Cậu muốn mình đối tốt với cậu đúng không? Buồn ngủ quá đi. Nhưng không thể ngủ được. Mình phải cố lên thôi. Các cậu à, hãy nhấn like video này. Mình cần lượt like của các cậu để không rơi vào giấc ngủ. Ồ, cảm ơn nha. Có tác dụng rồi nè. Cố lên nào, nha. Được rồi. Bây giờ thì mình không còn sợ làn khói ấy nữa rồi. Chà chà, mình nghe thấy tiếng gì đó. Đừng lo nha con. Ba đang đến cứu con đây. Ba khách nát đây rồi. Ngươi đang đùa à? Trông ngươi chẳng đáng sợ gì cả và làm như thế không có tác dụng đâu. Ý ngươi là gì? Làm lại nha. Ta sẽ phá hủy ngươi. Không có tác dụng đâu. Ta biết ngươi không phải hớt ghi. Thôi nào, nhìn này. Gì vậy? Sao chuyện này lại xảy ra? Ủa, ta sẽ không xen vào đâu. Chúc một ngày tốt lành nha. Nhưng mà sao lại vậy chứ? Bye bye. Cậu ta đã phát hiện ra mình. Kế hoạch thất bại rồi. Mình nên làm gì đây? Mình đã rất cố gắng mà. Bạn thích video mới của bọn mình chứ? Vậy thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấp vào chuông để nào. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.